Tỏ xong thì chúng ta sẽ phải chăm sóc da như thế nào? Ở đây thì Huế sẽ có những cái bộ để chăm sóc da sau khi làm tảo xong. Thì chúng ta sẽ có những cái sản phẩm như thế này. Đầu tiên đó là sữa rửa mặt Minto. Cái thứ hai nữa là nước hoa hồng Zoru. Thứ ba nữa Huế sẽ có một cái chai xịt khoáng. Xịt khoáng thì mọi người có thể mua cái dòng xịt khoáng của Dexamru. Thứ tư không thể thiếu được đó là hai cái cặp tế bào gốc Kansaibo và Bisao xanh. Và thứ năm đó là cái kem chống nắng. Đây là những cái sản phẩm mà sau khi mà làm tảo, trong quá trình 3 ngày đầu tiên khi mà làm tảo, thì chúng ta bắt buộc chúng ta phải có những cái sản phẩm như thế này để thứ nhất là đạt được cái hiệu quả tối đa khi mà chúng ta làm tảo, và cái thứ hai nữa là chúng ta sẽ bảo vệ da được tuyệt đối trong quá trình mà chúng ta làm tảo. Bây giờ em sẽ hướng dẫn các chị này sử dụng sản phẩm tảo. Thì ngày hôm qua, chiều hôm qua là Huế làm tảo rồi, và bây giờ thì Huế đang ở văn phòng đúng không? Bây giờ các chị, ví dụ như các chị đi ở nhà thì không sao, nhưng các chị mà làm công sở ấy thì các chị sử dụng cho Huế một cái chai xịt khoáng, sau đó thì các chị sẽ xịt đều lên trên mặt cho em như thế này, nhắm mắt lại nha các chị nhá, để xa xa ra, để xa xa hẳn ra, đừng để gần quá. Sau đó thì xịt. Sau khi xịt khoáng xong, nếu như chị nào mà sử dụng lại, muốn sử dụng lại toàn bộ tế bào gốc và kem chống nắng, thì chị em chúng ta có thể lấy một ít nước hoa hồng để chúng ta lau qua mặt đi, sau đó thì chúng ta sử dụng tế bào gốc và kem chống nắng lại. Còn nếu như chị em nào mà chúng ta không muốn sử dụng thêm tế bào gốc mà chỉ sử dụng mỗi kem chống nắng phủ thêm thôi để cho nó an toàn cho da, thì các chị em không cần phải sử dụng đến bước nước hoa hồng, mà chỉ cần là chúng ta xịt khoáng xong, sau đó thì chúng ta sử dụng kem chống nắng liền cho em nhá mọi người nhá. Đây nhá, bây giờ mọi người sẽ lau cái nước hoa hồng này đi cho Huế này. Sau khi xịt khoáng xong, nó ẩm ẩm ra rồi thì bắt đầu là mình sẽ lau nước hoa hồng này. Sau đó thì sẽ bôi cái tế bào gốc Kansaibo. Sau khi mà chúng ta lau qua nước hoa hồng xong buổi trưa nhá, đây là Huế hướng dẫn các chị chăm sóc da buổi trưa đấy, thì chúng ta sẽ bôi cái tế bào gốc Kansaibo. Còn đối với chị nào mà chúng ta ở nhà thì chúng ta có thể rửa mặt đi, rửa mặt với nước sạch, sau đó thì chúng ta không cần phải xịt khoáng mà chúng ta rửa mặt với nước sạch, sau đó thì chúng ta sẽ sử dụng cái tế bào gốc và kem chống nắng bôi lên. Mọi người sẽ để cho cái da nó khô, mọi người thấy bôi cái tế bào gốc Kansaibo này da nó khô rất là nhanh rồi. Sau đấy thì em sẽ bôi cái tế bào gốc Bisao xanh. Bôi Bisao xanh lên. Mọi người thấy cái da nó chỉ hồng nhẹ thôi, nhưng mà khi mà chúng ta tác động vào ấy, mọi người thấy nó có đỏ hơn không? Nó có hồng hơn không? Bởi vì sao? Bởi vì dưới này nó vẫn còn tảo, nó đang trong quá trình nó tan tảo, thì khi mà chúng ta tác động ngoại lực vào bằng cách là chúng ta kiểu như là tay chúng ta sờ vào, hay là chúng ta massage mặt, hoặc là chúng ta tác động cái gì đó, thì chắc chắn là nó sẽ làm cho cái tảo đấy nó lại bị kích thích và nó sẽ gây ra hiện tượng hơi hồng nhẹ hơn ở cái vùng da mà chúng ta đi qua. Đó. Đó, sau khi mà chúng ta bôi cái Bisao này xong, để tầm khoảng 1 phút cho em, để tầm khoảng 30 giây 1 phút, tức là một là chúng ta vỗ nhẹ vào đây, vỗ nhẹ vào để cho nó thẩm thấu vào da nó sâu hơn, và khi mà chúng ta vỗ thì chúng ta sẽ thấy là cái hiện tượng da chúng ta nó sẽ có hiện tượng hơi châm chích nhẹ. Chúng ta có thể vỗ hoặc chúng ta có thể vuốt thôi cũng được, tùy các chị em. Nếu như chị em chúng ta mà cảm thấy châm chích nhiều hoặc đỏ nhiều thì chúng ta không nên vỗ nhiều, còn nếu như mà chị em chúng ta mà cảm thấy nó bình thường thì chúng ta có thể vỗ nhẹ một chút xíu. Sau đó đến bước thứ ba là chúng ta sẽ sử dụng kem chống nắng. Ta mà làm laser, chúng ta làm tổn thương da bằng các phương pháp lăn kim, vi kim, hoặc là chúng ta vi tảo, thì chúng ta đều có thể sử dụng được cái dòng kem chống nắng này nhé mọi người nhé. Thế nên là mọi người hoàn toàn yên tâm, hoàn toàn có thể sử dụng được, bởi vì kem này mặc dù kem nâng tông nhưng nó có chứa thành phần tế bào gốc tăng trưởng EGF, và chính cái thành phần tế bào gốc tăng trưởng EGF này nó sẽ nuôi cho cái da của mọi người có cái độ bóng lên, và các tình yêu của em nó sẽ khỏe da lên rất là nhiều nha các tình yêu nhé. Nếu như mà các tình yêu mà sử dụng cái sản phẩm này thì Huế tin chắc rằng các tình yêu sẽ có một làn da cực kỳ căng và cực kỳ bóng. Tạm biệt mọi người nha, chúc mọi người có một buổi chiều thật là vui vẻ nha. Và hẹn gặp lại các chị em của chúng ta, các tình yêu của em, và livestream tiếp theo nha. Bye bye mọi người ạ.